Bà con và quý khán giả đang đến với bản tin 365 ngày chuyển động. Ngọc Như và Minh Thiện mời quý khán giả và bà con điểm qua thông tin nổi bật hôm nay cùng chúng tôi. Thị trường rau hoa Lâm Đồng biến động, rau củ quả giảm giá, riêng các giống hoa lây ơn, hoa hồng, hoa lily, hoa đồng tiền giá ổn định. Lâm Đồng có thêm 8 nhãn hiệu nông nghiệp được cấp chứng nhận. Làng hoa Sa Đéc nở rộ phong trào bán hoa kiển phong thủy theo 12 con giáp, cách làm sáng tạo trong kinh doanh của nông dân nơi đây. Trong khi nông nghiệp du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long đang là mỏ vàng chưa khai thác hết, thì nông nghiệp của Lâm Đồng đang phát huy mạnh mẽ du lịch canh nông nhờ lợi thế. Thông tin nông sản Đà Lạt sẽ mở đầu bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, tuần qua thì giá nhiều mặt hàng rau qua Đà Lạt có sự biến động. Cụ thể là với các mặt hàng rau củ quả, đậu leo là 6.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký, ớt chuông Đà Lạt màu vàng 22.000 đồng một ký, ớt chuông Đà Lạt màu đỏ 15.000 đồng một ký, đều giảm 2.000 đồng một ký. Còn với những sản phẩm hoa như là hoa cúc cành 32.000 đồng một chục, giảm 2.000 đồng, hoa cúc chùm 8.000 đồng một bó, giảm 3.000 đồng. Các loại hoa còn lại như là hoa lây ơn, hoa hồng, lily, hoa đồng tiền đều có giá ổn định so với tuần trước. Nhận định của cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới, một số sản phẩm rau hoa sẽ biến động nhẹ. Các sản phẩm vật tư phân bón có giá ổn định. Thưa quý khán giả, cây cà chua, giống cây chủ lực của tỉnh Lâm Đồng đang bị sâu bệnh hại ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng trái. Toàn tỉnh Lâm Đồng đang canh tác gần 1.300 hectare cà chua. Hiện đang là cao điểm của mùa mưa, dịch bệnh trên các loại cây họ cà biến đổi phức tạp, gây khó khăn cho bà con các địa phương. Chỉ tính từ đầu tháng 9 đến nay, 320 hectare cà chua của bà con nông dân hai huyện Đơn Dương, Đức Trọng bị bệnh xoăn lá virus và bệnh móc xương tăng trên 70 hectare so với tháng trước, tỷ lệ gây hại từ 20 đến 56,6%. Trước tình hình đó, bên cạnh việc triển khai mô hình khảo nghiệm phòng ngừa virus hại cà chua tại Đơn Dương, ngành chức năng tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp như khuyến cáo nông dân sử dụng cây giống sạch bệnh, canh tác trong điều kiện nhà kính, nhà lưới với chiều cao tính từ mặt đất nền từ 3,5 m đến 4,2 m để đảm bảo độ thông thoáng, lưới bao quanh phải sử dụng lưới ngăn côn trùng, áp dụng các biện pháp chăm sóc bón phân đầy đủ cân đối để cây sinh trưởng khỏe, tăng sức chống chịu sâu bệnh. Ngoài ra, thường xuyên phòng trừ bọ phấn, bọ trĩ bằng biện pháp sử dụng bẫy chàng và các loại thuốc có hoạt chất như dinotefuran, thiamethoxam, citrus oil, oxymatin. Cây sen nếu như không trồng làm cây kiểng thì bà con sẽ đợi những cái bông sen nở bung ra rồi tận dụng cái gương để mà bán cũng có tiền lắm nha anh Thiện. Đúng vậy, và hiện tại đang vào mùa nước nổi thì nhiều diện tích đất sản xuất lúa ở huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang đã bị ngập. Bà con không thể sản xuất được lúa cho nên đã chuyển sang trồng sen lấy gương cho thu nhập khá. Mời bà con và quý khán giả cùng xem thông tin sau đây. Sen lấy gương có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, từ khi trồng đến thu hoạch chỉ mất khoảng 55 cho đến 60 ngày. Sau đó cho thu hoạch kéo dài trong thời gian hơn 2 tháng. Năm nay thời tiết thuận lợi nên sen ít bệnh, với giá bán hiện nay ở mức 12.000 đồng một ký, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 4.000 đồng một ký. Chỉ cần sen đạt năng suất tương đương với năm trước là khoảng 1 tấn một công, nông dân sẽ lời 7 triệu đồng một công, cao gấp 4 lần so với sản xuất lúa vụ 3. Theo nhiều nông hộ trồng sen ở huyện Phụng Hiệp, trồng sen lấy gương có chi phí đầu tư khá thấp, mỗi cây giống chỉ có giá khoảng 2.000 đồng. Theo thống kê, diện tích trồng sen lấy gương ở huyện Phụng Hiệp hiện khoảng 150 hectare. Làng hoa Sa Đéc được biết đến với nhiều loại hoa kiển đẹp, nơi cung cấp hoa kiển cho các tỉnh thành lân cận để tiêu thụ. Nhà vườn nơi đây cũng không ngừng nỗ lực để nâng cao giá trị và chất lượng hoa kiển. Bên cạnh đó là tìm thêm những cái giống hoa kiển mới độc lạ về để sản xuất phục vụ thị hiếu người tiêu dùng. Thời gian gần đây, tại một số cửa hàng kinh doanh hoa kiển ở làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp thì đã nở rộ thêm phong trào bán hoa và cây kiển phong thủy theo độ tuổi và được nhiều khách hàng tìm mua. Sau đây là những hình ảnh đẹp và độc lạ nơi đây. Theo đó, tại các cửa hàng này có hẳn một tấm bảng ghi rõ từng con giáp ứng với từng loại cây kiển mang lại sự may mắn. Trong đó, 12 loại cây được chọn tương ứng với 12 con giáp là kim tiền, dứa cảnh, ngũ gia bì, phát lộc, xương rồng, cỏ đồng tiền, trầu bà, lan quân tử, tùng bồng lai, sen đá, kim ngân, nhất mạc hương. Kính thưa bà con và quý khán giả, mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, nhất là lĩnh vực du lịch nông nghiệp, nhưng mà đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thể khai thác hết mỏ vàng nhiều tiềm năng này. Và vì sao lại như vậy? Và đại diện của công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist phân tích,
Du khách quốc tế, đặc biệt là khách từ thị trường Âu Mỹ thì rất muốn khám phá vẻ đẹp dân dã của vùng miệt vườn sông nước bằng cách là hòa nhập vào đời sống thực tế của người dân địa phương. Còn đối với du khách trong nước thì sẽ tổ chức các nhóm đi tham quan các địa điểm trong thời gian ngắn. Đến với các địa điểm du lịch nông nghiệp ở các địa phương như là Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long hay là thành phố Cần Thơ, du khách có thể được vào vai của người dân và tự tay hái trái cây, làm vườn, được nghỉ chân ngay tại nhà dân và xung quanh là những vườn cây trái trĩu quả. Ngoài ra thì khách còn tham quan những làng nghề truyền thống, các lò bánh, lò cốm, hoặc là đi thăm các chợ nổi như là chợ nổi Long Xuyên, chợ nổi Cái Bè, chợ nổi Cái Răng hay là chợ nổi Phụng Hiệp. Và một vài phân tích từ các chuyên gia sau đây để thấy rằng tiềm năng du lịch của đồng bằng sông Cửu Long đang ở trước mắt. Nếu như khai thác tốt sẽ mở ra cơ hội làm giàu của nông dân. Đồng bằng sông Cửu Long có thể hoàn toàn học tập Áo để trở thành một trung tâm du lịch nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhờ nhiều lợi thế, lúa, cạn trái, rau màu và thủy sản lớn nhất Việt Nam và bằng 1/2 diện tích nước Áo, khí hậu tốt quanh năm nên có thể làm du lịch cả 4 mùa. Đồng bằng sông Cửu Long gần đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, vốn là thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam. Giao thông đang được nâng cấp và xây mới, tạo thành con đường di chuyển đẹp nhất đối với khách du lịch. Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, mức độ phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí của vùng. Nguyên nhân do xuất phát điểm thấp nên chưa khai thác triệt để lợi thế sông nước, nông nghiệp, nông thôn miệt vườn, đặc biệt còn xem nhẹ vai trò hợp tác, liên kết giữa các địa phương và giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài vùng. Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, thì vai trò lãnh đạo địa phương là rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch. Theo kế hoạch hôm nay, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long 2018. Các đại biểu đã thảo luận đánh giá thực trạng, xu hướng phát triển cũng như là đưa ra các đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn chướng mắc trong khai thác du lịch nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, là nơi để giới thiệu các mô hình du lịch nông nghiệp thành công có tính sáng tạo. Kính thưa bà con và quý khán giả, sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu là mục tiêu mà ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng luôn đeo đuổi. Nhất là thời gian qua, nhiều nông sản của Đà Lạt đã bị làm giả và trà trộn từ Trung Quốc, thì việc quản lý từ sản xuất, chất lượng cho đến thương hiệu luôn được quan tâm nhiều hơn. Từ năm 2013 cho đến nay, thì tỉnh Lâm Đồng đã có 8 nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận mới, bao gồm nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đà Oai, nếp quýt Đà Tẻ, rau Đà Lạt, hoa Đà Lạt, khoai tây Đà Lạt, trà bột lao, cà phê Di Linh và dứa Ca Chen Đơn Dương, nâng tổng số nông nghiệp được cấp chứng nhận lên con số 19 sản phẩm. Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận nông sản đã giúp cho người tiêu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó, đồng thời tạo cơ sở pháp lý giúp cho các hộ trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh yên tâm hơn trong sản xuất, bảo tồn nhân giống, đầu tư kinh doanh, tạo sự đồng nhất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Lâm Đồng đã và đang tiếp tục xây dựng nhãn hiệu và dán nhãn sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương, đồng thời tránh tình trạng trà trộn giả thương hiệu nông sản Đà Lạt như tình trạng một số nông sản địa phương đang gặp phải trong thời gian qua. Do khí hậu mát mẻ nên chất lượng nông sản của Lâm Đồng cũng khác biệt so với các vùng khác. Lâm Đồng đang hướng đến nông sản chất lượng cao để mà xuất khẩu. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai rộng khắp toàn tỉnh và tiếp tục khẳng định là địa phương đi đầu cả nước. Đến nay có gần 53.000 hecta sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nhiều diện tích sản xuất cho doanh thu là 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng một hecta. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chiếm 30% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Nhiều sản phẩm được liên kết sản xuất theo chuỗi và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Nhiều công nghệ mới hiện đại đưa vào sản xuất, chất lượng nông sản được nâng lên. Hiệu quả của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại thu nhập cho người dân tăng lên đáng kể. Từ đó thì đưa nông sản sản xuất và xuất khẩu 80% tổng giá trị xuất khẩu của cả tỉnh. Thưa bà con và quý khán giả, thời gian gần đây, nhiều nông hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong tỉnh Lâm Đồng đã ưu tiên đầu tư sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch. Đến tham quan các mô hình này, du khách sẽ được giới thiệu một cách đầy đủ và sinh động về nghề nông, nhất là nông nghiệp công nghệ cao thú vị như thế nào. Và hướng đầu tư du lịch nông nghiệp đã thực sự giúp cho bà con nông dân nơi đây có thu nhập và có công, một công thì hai việc. Mời bà con xem ghi nhận ngay sau đây. Là thế hệ thứ hai sống bằng nghề trồng rau ở phố núi Đà Lạt, nhà nông Nguyễn Lâm Thanh hiểu rất rõ thế mạnh của vùng đất mà anh đã sinh ra và lớn lên. Bởi vậy mà sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp, nhà nông này đã nhanh chóng lên kế hoạch đầu tư làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bài bản, kết hợp với du lịch canh nông. Theo đó, trong tổng số 1 hectare đất nông nghiệp hiện có của gia đình mình,
anh Nguyễn Thanh Lâm đã dành phần lớn diện tích trồng nhiều loại nông sản ngắn ngày cung ứng cho thị trường nội địa. Gần 500 mét vuông còn lại anh làm nhà kính tương đối hiện đại để trồng dâu tây công nghệ cao kết hợp với du lịch. Đầu tư như thế tuy tốn nhiều công sức, tiền của nhưng bù lại chất lượng nông sản đảm bảo, việc quảng bá cũng thuận tiện hơn. Giá bán nhờ đó mà tăng gấp 4 lần so với trước. Đặc trưng của Đà Lạt là cái khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho việc canh tác nông nghiệp là gần như quanh năm. Thì bên cạnh đó nó cũng phục vụ được cho cái du lịch, khi mà cái lượng du khách hàng năm về đây nghỉ dưỡng rất là nhiều. Thì khi du khách lên đây thì dần dần ngoài các cái danh lam thắng cảnh đặc trưng của Đà Lạt thì một số du khách khác đã bắt đầu muốn mở rộng đi theo những cái hình thức đi du lịch tại vườn và theo hướng du lịch canh nông. Thì những cái hình thức đó sẽ muốn là ví dụ như khách họ vô, họ tự trải nghiệm về cái quá trình hái, chăm sóc hoặc là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm của cái người làm vườn cũng có những cái trải nghiệm riêng của họ. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có trên 52.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 20% diện tích sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh. Trong đó, rau, qua, cây đặc sản được canh tác theo quy trình tiên tiến, chiếm nhiều hơn cả, trên 23.000 hecta. Còn lại là những diện tích chè, cà phê, lúa. Những ưu điểm của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã giúp cho Lâm Đồng từ chỗ chỉ đơn thuần sản xuất cung cấp nhu cầu sản phẩm tiêu dùng. Giờ đây, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã trở thành một trong những tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp hàng hóa, đồng thời mang lại giá trị đáng kể cho ngành du lịch. Hiện bên cạnh hàng chục nông hộ sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch với quy mô nhỏ lẻ, thì trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành trên 20 điểm du lịch canh nông, đã được cơ quan chức năng kiểm tra công nhận. Nhờ nằm ở vị trí thuận lợi nên vườn rau thủy canh này là điểm du lịch canh nông lý tưởng của nhiều du khách. Trong những ngày cao điểm, nơi đây đón từ 200 cho đến 300 lượt du khách mỗi ngày. Chủ vườn cho biết, cốt lõi vẫn là làm sao chất lượng nông sản đảm bảo để giới thiệu và cung ứng cho khách du lịch gần xa. Sản xuất theo phương pháp thủy canh này, sản xuất trong nhà lồng nhà kính thì tuy là đầu tư rất là cao so với trong ngoài trời, nhưng mà cái lợi nhuận mang lại và cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng được sạch. Thì tôi thấy rằng là từ những cái mô hình này thì chúng tôi có thể học tập được để lựa chọn những cái đối tượng để đưa vào sản xuất tại tỉnh Bình Phước, đặc biệt là những cái mô hình nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế cũng như là cái sinh khí hậu thổ nhưỡng tỉnh Bình Phước, như một số rau như là rau xà lách ở đây, hay là một số mô hình rau như là bí. Điểm thuận lợi của những nhà nông sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch là bà con có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kỹ thuật canh tác đảm bảo. Nhờ đó mà việc giới thiệu về những đổi mới trong đầu tư sản xuất nông nghiệp đến du khách hết sức thuận tiện và sinh động. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho nhà nông mà còn góp phần tạo sự đa dạng trong sản phẩm du lịch tỉnh nhà. Đến đây thì thời lượng của bản tin 365 ngày chuyển động cũng đã hết. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã yêu mến và tin tưởng chúng tôi. Chúc bà con luôn làm ăn thuận lợi. Nếu có ý kiến đóng góp hoặc là muốn tìm những giống cây còn mới, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, số điện thoại 0263 3829 930.